nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật nam mô a di đà phật à, kính thưa cùng các đệ thì có câu hỏi rất là hay trong cái chương trình mà chúng ta được tạo ra cái duyên lành Phật pháp hôm nay à, xin gửi lời chào đến tất cả cô bác anh chị em đang thông qua trên màn ảnh nhỏ để kết nối thiện duyên cùng bạn Hiền yêu chân lý thì thưa quý vị hôm nay chúng tôi cũng lấy làm rất là vui mừng khi thấy được hình ảnh của một bậc chân tu tâm đạo mà đang có những cái bước chân trần để rồi in hằng trên quê hương xứ sở của mình thì chúng tôi lại nhớ một cái câu danh ngôn rất là hay dù anh có là triệu phú thì anh cũng không thể nào quên được cái quê nhà của mình và đặc biệt nữa đó quý vị có một cái câu ca dao tục ngữ mà nó âm hưởng trong lòng của mỗi con người Việt Nam là anh đi anh nhớ quê nhà nhớ canh trâu muốn mà nhớ cà dầm tương hay hoặc là nó còn đẹp hơn nữa hình ảnh của một con người khi mình có một cái tình yêu thiết tha đối với nơi mà chôn nhau cắt rốn nơi mà đã nuôi mình khôn lớn qua ngọn rau tất đất à, quê hương là chùm khế ngọt cho con chèo hái mỗi ngày quê hương là đường đi học con về rợp bóng đèn bay hay nói đúng hơn là quê hương như là chỉ một như là chỉ một mẹ thôi quê hương nếu ai không nhớ sẽ không lớn nổi thành người thì thưa quý vị sau những cái năm tháng tu học và chúng tôi nhớ nó không lầm đó thì từ khi mà nhà sư minh tuệ á, đã thực hiện cái hạnh đầu đà của mình và những bước chân quá duyên đó đi từ nam ra bắc rồi từ bắc trở về nam á, lần này đó quý vị là bốn lần nhưng trong bốn lần đó thì à, sư cũng à, theo như cái thông tin truyền thông thì chỉ thấy sư đi đơn độc một mình giữa bao nhiêu là phong ba gió bụi nhưng lần này đó thì sư trở về trong cái sự mà mến mộ rất là chiêu cố rất là nồng nàn của bao nhiêu cái trái tim yêu chân lý mà đều hướng về sư như một là hình ảnh cao thượng của con người Phật giáo thưa quý đồng đạo cho nên qua đó tiếp thì hôm nay đó khi mà trở về với xã Tân Kỳ của huyện Kỳ Anh Hà Tĩnh nơi mà đã sinh ra một cái nhà sư mà đã học theo hạnh đầu đà của Đức Phật hình ảnh của một người con Phật giáo đang phải cố gắng thực tập mỗi ngày qua cái chân thiện mỹ mà Đức Phật đã như một nghệ thuật sống đang truyền lan trên tất cả cộng đồng. Để rồi từ đó đó mọi người người ta hướng về chân lý Phật Đà với cái lòng mà kính tin hết mực thưa quý đồng đạo. Thì đứng những cái sự kiện đó đó qua cái sự thông tin mà lan rộng trên toàn cầu chứ không có chỉ là đất nước Việt Nam nữa thì chúng tôi cũng đang phải lấy làm trăn trở không biết rằng bao nhiêu người mà mến mẫu sư đó. Mới đầu thì mình tính chỉ có vài trăm thôi nhưng mà con số bây giờ thì nó đã lên cả ngàn hay hoặc còn hơn thế nữa quý vị. À, cho nên là mình cũng lo về vấn đề trật tự an toàn à, về cái tuyến lộ giao thông mà sư đi ngang đó không biết là có làm phiền đối với lại những cái nhà chức trách mà có có cái nhiệm vụ là phải bảo vệ trật tự an ninh không. À, cho nên do đó mà chỉ mong rằng nguyện cầu ơn trên trời phật chư long thần hộ pháp và luôn lúc nào cũng gia hộ cho sư được bình an sức khỏe à, đôi chân giác tiếng của sư luôn được uh, thanh thản trên mọi nẻo đường và chánh niệm của sư luôn được lan tỏa ra khắp nơi với tự trường từ bi hỷ xã mà đem lại phúc lành cho tất cả mọi người nguyện cầu cho sư luôn được vững bước tu hành và hoàn thành đạo quả của mình để rồi huệ đăng thường chiếu phật đạo sớm duyên thành mà lan tỏa từ trường yêu thương đến tất cả mọi người thì thưa quý vị chắc là quý vị cũng đồng chung một cái tình cảm đối với chúng tôi khi mà mình nhìn qua được một cái nhà sư như là một cái hiện tượng mà giữa bao nhiêu cái mà nó đang diễn ra trên cái bước đường mà những con người phật giáo đang phải thực hiện nhất là những cái chân truyền giáo lý của Đức Phật thích ca mâu ni đã truyền thừa lại trong quảng đại quần chúng giữa cái thời buổi hạ quân mạng pháp này cho nên khi chưa có nhà sư thì chúng ta cũng chỉ thấy được nào là trong cái môi trường Phật pháp nào là những vị tăng sư nào là trong cái tăng đoàn đang thể hiện cái bổn phận của mình là học hành truyền đó mà theo lời của Đức Phật dạy các con muốn đền ơn ta ư giáo pháp của ta đó cố mà học đi gắn mà học hành đi quyết mà truyền đó ra đi mọi sự cúng dường tán dương đức phật không bằng các con đem cái giáo pháp ta ra mà quảng bá thì hôm nay chúng ta lại thấy những cái giáo thuyết mà đã đi vào đời đó đã in sâu vào tâm khảm của mỗi người chúng ta để từ đó mà chúng ta lại thu thập thêm những cái kiến thức rộng rãi hơn trong cái kho tàng kinh điển của nhà phật thì bỗng nhiên lại xuất hiện ở một nhà sư mà đã thực hiện được cái hạnh đầu đà của sư tổ Amakajip và sư cũng đã thể hiện qua cái hạnh lành của mình mỗi khi mà được tiếp xúc với tất cả mọi người thì sư lại nói về giáo lý là khuyên con người phải là giữ à, tam quy ngũ giới rồi nào là phải hiểu về cái lý vô thường như là thân của chúng ta đang sống đây thì chưa biết ngày mai như thế nào cho nên trong hiện tại đó chúng ta phải sống giữ gìn được cái chánh niệm và có đôi khi đó tại sao sư không phải đi dép quý vị mà sư chỉ đi trên cái đôi chân trần của mình. Đó mà sư nói là khi đi đôi chân trần vậy đó thì giữa cái mặt lộ đó nó có những cái viên sỏi nhỏ. Đó mà khi mà da của mình đó nó tiếp xúc thì nó có những cái cảm giác mà nó làm cho mình luôn lúc nào cũng phải cảnh giác với những cái viên đá nhỏ làm cho đau chân. Từ cái chỗ đau chân đó mà cái tâm của con người lại chú ý theo từng bước chân theo từng hơi thở nó theo từng cái chánh niệm của mình mà không bị vọng niệm của chúng sanh hay những cái việc sằng xuyên tà khúc nó làm cho tâm niệm của sư đó phải bị là bụng sâu bồn sâu bồn bận rộn nhiều lắm quý vị cho nên qua đó đó chúng ta mới thấy được à thì ra sư đã ứng dụng Phật pháp vào trong cái bước đường đang thực tập của mình và hai nữa đó thì sư lại khuyên mọi người phải sống làm cái bổn phận đối với lại gia đình đối với lại quê hương đất nước của mình đó rồi gia đình phải sống trong cái sự hạnh phúc hòa hảo với anh em đó đối với chồng sớm ngoài ra nữa đó thầy phải làm sao giữ được năm giới đừng có sát sanh hại mạng cho nhiều nó phải ăn chay trường đó còn phải là sống trong cái hạnh chân thật đó rồi còn phải là có hiếu thảo với cha mẹ nữa thì đó là những cái mà giáo điều mà sư nói rất là gần gũi sư chỉ nói ít thôi nhưng mà cái sự lan tỏa của nó mọi người đều phải là có những cái người mà người ta không kềm chế được cái tình thương đối với sư hay cái lòng quý kính đó mà người ta phải là là lại sư bằng một cách rất là chân thành thì qua đó mình mới thấy được à thì ra nếu một cái người nhà sư mà có cái hạnh mà tu chân chánh như vậy đó thì được tất cả mọi người đều có cái lòng thương mến cho nên chúng tôi thấy đây là một cái hiện tượng mà nó rất là ly kỳ á, trong cái những cái chuyện mà nó xảy ra trong cái môi trường Phật pháp thưa quý đồng đạo tự nhiên lại có xuất hiện một nhà sư thì bao nhiêu cái mà từ trước tới giờ nào là những cái nhà sư mà tu hành theo cái hạnh xuất gia nhưng mà vẫn phải thương thân mình rồi phải dẫn dụng những cái phương tiện vật chất thì nó hơi quá đà. Nào là đồng hồ đẹp, nào là xe sang, nào là những cái bộ y mà đáng giá hay hoặc là cái bạc bạc theo cái truyền thống đó cũng phải tốn bao nhiêu tiền. Còn đối với sư đó quý vị ơi, rất là giản dị, rất là chân thành, rất là mộc mạc. Nhưng cái mà nhà sư được thương mến hôm nay đó nó lại gây ra một cái sự kiện rất là hot trên mạng Vừa rồi đó thì người ta mến sư mà đi tới đâu đó mến đầu thì ít à, Mình thấy mến đầu thì ít các con thấy không Nhưng mà từ từ rồi đó cái sức lan tỏa ra đó thì Mọi người không chỉ là ở hiện tại mà những người anh em youtube của mình đang cập nhật những cái hình ảnh đó à, Mến đầu thì một hai chục, riết rồi vài trăm bây giờ nó thì lại vài ngàn mà thậm chí đó thì những cái anh em mà ở các tỉnh đó, lại được cái thông báo của ban tôn giáo chính phủ là phải quan tâm đến sư minh tuệ khi mà sư đinh đến đâu đó thì cũng phải tạo điều kiện thuận lợi và nhất là nhắc anh em phải tu hành theo đúng cái chân truyền giáo lý của nhà phật và đặc biệt không gây mất trật tự và làm ách tắc giao thông cho nên do đó mà những cái ngày qua đó rồi rất cảm ơn với những anh chiến sĩ giao thông và những người mà có cái cái chức năng để theo mà tạo điều kiện thuận lợi cho sư. Và nhất là hôm nay chúng tôi thật cảm động khi bước chân của sư sau những cái năm tháng xa cách quê hương, cái tình thương cha mẹ thì chúng tôi thấy nó ngạn lòng quá cái gì. Thì hồi tối tôi cập nhật một cái clip mà khi các anh đến đó, phỏng vấn cha với mẹ của, của 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 của, thầy Minh Tuệ đó thì luôn lúc nào đó cũng gửi cái niềm thương của mình đến sư một cách rất là chân thành mong muốn rằng sư cũng sẽ trở về với gia đình nơi gia đình là một cái nơi mà đã sinh ra sư và nơi đó cái điều kiện mà an cư đó quý vị à nếu so với gia thế của nhà sư Minh Tuệ đó thì không thua một ai hết quý vị gia đình ấy thì cha cũng làm một cái người sĩ quan trong quân đội cũng đã thể hiện hết cái nghĩa vụ của mình đối với đất nước gian, gian Sang. Rồi đó thì người mẹ thì rất là hiền từ bà nói ra cái câu nào đó nó cũng mộc mạc mà làm cho tôi có một cái cái lòng cảm kính hết mực. Thì bà lại là theo cái chí nguyện của con là cho con đi học ở trường đời thì sư Minh Tệ học rất là giỏi. Bằng khen thì thôi không phải nói làm sao mà cho nó hết. Thì sau khi mà sư đã học xong tốt nghiệp 12 rồi sư vào cái ngưỡng cửa trường đại học thì trở thành là một kỹ sư nông lâm nghiệp rồi đó sau khi mà thấy rằng cái bổn phận mình đối với đất nước non sông làm trai cho rắn thân trai xuống đông đông tỉnh lên đòi đòi yên thì ba năm chính sách đã xong trở về gia đình và được tham gia vào trong cái mô hình chính là cái người mà đo đạc đất đai địa chính đó thì ở nơi đó đó sư cũng có thể là đã thấy rằng mình rất là thành công trên cái con đường công danh sự nghiệp của một cái người mà đã được sanh ra lớn lên hiện hữu trong cái cõi thế gian này mà hơn nữa cha mẹ đó là lại có đủ đầy về cơm ăn áo mặc và đặc biệt đó thì có những cái phần đất đã cấp riêng cho sư để sư có thể là từ đó mà làm cái nền tảng trong cái cuộc mưu sinh của mình để phát triển về kinh tế nó cũng nói lên được cái sự thành công của mình trong cái kiếp sống nhưng mà sư đành từ chối hết sư từ chối hết rồi cuối cùng ở sư chỉ xin với mẹ là cho mình xuất gia và đặc biệt hôm nay khi bà mẹ là với cha mà nhắc lại về sư Minh Tuệ đó thì cảm động là sư còn bốn cây sầu riêng trồng ở cái mảnh vườn nhỏ. Mà bây giờ sư giao lại cho cái người em út thì cái cây sầu riêng nó đang xanh tốt. Nó đang có đơm qua kết trái. Cũng giống như là nó bây giờ đó nó đang lan tỏa một cái hương vị mà nó nhớ tới cái ơn sư Minh Tuệ là người đã trồng nó và đang dấn những cái bước chân đó mang nặng cái tình thương cha mẹ mang nặng cái tình yêu quê hương đất nước để về đến cái quê hương xứ sở mà nơi mà mình được sinh ra cho nên qua đó mình thấy mình cảm động lắm à, cho nên đó thì mừng mừng là cho sư là đã được những cái mà thành công trên cái bước đường tu tập nhưng mà đoạn đường của sư đi đó thì mình nghĩ nó cũng còn dài lắm trong cái kiếp sống này nhưng sư là một cái người mà đã hiểu được cái lý vô thường qua những cái clip mà sư trả lời rằng cái cuộc sống của của chúng ta đó chưa chắc ngày mai nó như thế nào cho nên sống được hôm nay thì mình nghĩ như là mình bước vào đời tu mình nghĩ như mình đã chết và sống được ngày nào thì mình sẽ giữ gìn chánh niệm và thực hành giáo lý của nhà Phật trong ngày đó cho nên mến giữa cái hành lành của sư là một con người mà đã có tâm đại hùng đại lực hy sinh nó để sư vượt qua tất cả mà hoàn thành được cái chí nguyện của mình thì kiếm trong thế gian này đó ngoài Đức Phật và 33 vị tổ và những vị mà đã 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 noi theo chí giải thoát của Đức Phật đó thì mình chưa thấy một cái người đời nào mà dám có cái sự kiên định giống như sư vậy. Cho nên qua những cái hạnh lành đó mà hôm nay đó thì mình cũng rất là cảm kích và đặc biệt nữa nó mấy cháu biết không? trong cái sự mà mình được mừng đó mừng là mừng việc hay ho mà lo là lo việc ốc sò trải qua cũng giống như lời đức thầy đã tuyên liệu cho mình biết đó thì một số đông anh em quần chúng đã theo sư không có phải là những cái người đó mà thương sư hết mà người ta lẫn lộn trong đó giữa vàng với thao á có người thương này có người cũng lợi dụng cái cơ hội đó mà họ làm những cái chuyện mà nó không chánh đáng thí dụ như bây giờ hôm qua đó thì tôi cập nhật tôi thấy có một cái người mà tự xưng mình là người phật xuống trần À, rồi để đến đó để tiếp độ cho sư nữ đúng không? À, đúng, à, Cái à, cô, cô nữ đó Mà cô đầu thì có ông mà đen. À đó Thì như vậy đó mình mới thấy À thì ra đó Khi mà anh em mà người ta theo bảo hộ cho sư Có cái điều kiện thuận lợi Trên cái bước đường mà sư đang luyện tập Cái hạnh lành trong cái cuộc sống đó Thì tự nhiên lại có cái cô này mà lại khóc lóc gian nài Rồi lại nói năng ý ôi Làm cho sư không có những cái phút giây mà Không gian nó yên tĩnh Để cố gắng thực hành được cái chánh niệm của mình đó thì như vậy đó mấy đại thấy rằng ông Phật nào đó mà lại là bị chúng sanh hiếp đáp rồi rồi còn phải là khóc lóc ỉ ôi nói rằng trời Phật ơi xuống đây mà coi thấy người ta hiếp đáp tôi như vậy tôi không thể độ được tôi không thể độ được đó thì đây là một cái điều mà nó mang cái tính tà tính vô cùng mê tính dị đoan mà mình thấy nó không có xứng đáng nào đối với cái con đường và cái hạnh đạo mà mà ngài Minh Tuệ đang phải thực nghiệm quýnh Chị... nghĩa có suy nghĩ là mấy cái người đó là là, là, là do bộ là hãm hại sư minh đại không huynh nghĩa theo huynh nghĩa thì đối với cái lòng từ bi của sư minh tuệ thì không ai mà có thể là hại ngài được đâu yeah. Yeah. đối với cái lòng nghị lực là ý chí kiên cường của ngài đó đang thực hiện một cái cái chiến nguyện rất là kiên cường cho nên á mấy đệ biết đó đức thầy nói ai mà tu tỉnh chuyên cần làm đường ngay thẳng thì có thần thần độ cho thường là long thần hộ pháp chư thiên luôn lúc nào cũng 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 gia trì hộ độ cho những cái con người mà đã cố gắng thực hiện được cái đạo lành của 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 Đức Phật. Cho nên qua đó thì những cái người đó đó để thấy không, tiếp cận với sư không có được, một chút xíu là được mời ra rồi, mời ra rồi đó thì đứng ở ngoài cái gốc cây nào là than giảng rằng tôi xuống đây mà tôi tế độ mấy người nhưng mà chúng sanh này ác cảm với tôi đồ này nọ thì cái đó không phải là cái hạnh của Đức Phật. Đức Phật không có nô lệ cho thất tình lục dục không bao giờ Đức Phật mà lại xúc động mà phải khóc lóc than gian như vậy mà không bao giờ Đức Phật ở trên mà xuống điển cho những cái người mà không có tu hành chân chánh mà cái nghị lực nó không có mà còn phải là bị thất tình lục dục nó sai sử rồi còn nào là than khóc ỷ ôi rồi nào là nói những cái lời mà nó như là không phải chân lý cho nên Đức Phật sống trong cái tế hạnh đó thì cái chánh định chánh niệm của các ngài rất là kiên cường thì qua đó mình mới thấy được hình ảnh của sư Minh Tuệ rồi đó mình mới coi lại cái hành động của cái người này Mình mới thấy à thì ra hôm nay giữa cái cõi đời hạng quân mà pháp này Có bao nhiêu tà thuyết nó đang dây quanh mình Mà Đức Thầy nói tà với chánh còn đang trà trộn người muốn tu phải sớm độc lừa Tứ diệu đề ai có mến ưa thì lão cũng kể sơ thêm nữa Chữ tập đề nay đã mở cửa để đưa vào khuôn khổ người hiền Ráng cực lòng một bước đầu tiên sao mới được làm nên Phật Thánh Đó con người tu chân chánh là như vậy đó đang thực hành những bước chân chánh niệm, đang thực hành với cái lòng từ bi có người lại hỏi ngài minh tuệ như thế này ngài nói rằng à, sao ngài không có 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 thực hành được cái chú đại bi trong trong thường nhật không thì sư minh tuệ nói mình đọc chú đại bi để làm gì thì trong khi đó người ta nói niệm chú đại bi là để cho tà quỷ nó được gian ra đó mà sư có được cái không gian yên tĩnh thì sư nói trong khi đó đó mình niệm chú đại bi thì mình đến đó mặc dù mình gặp cái con quỷ nó đang ngồi đi đó mà mình lại á mình 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 lại mình đọc chú đại bi như vậy đó thì cái cái năng lực của chú đó thì đuổi trừ người ta đi mà trong khi đó người ta ngồi trước mình mà mình lại mình đuổi người ta đi vậy thì mình có đại bi không chàng ơi qua cái câu nói đó mà tôi cảm động tôi nói thiệt với quý vị đó ha cái người biết đạo đã quý rồi nhưng mà cái người hiểu đạo mà thực hành vào trong cái cuộc sống đó, ứng dụng phật pháp vào đời thường đó, cái người đó khó kiếm lắm mà đức thầy nói nghe cạn lời chứ có mờ hồ tìm hiểu nghĩa mới làm theo đắc đạo thì sư minh tuệ không phải là cái trình độ mà hiểu biết như anh em chúng ta còn phải học ea nữa mà sư đang phải áp dụng đó vào trong cái cuộc sống thực tại của mình một vị phật thì luôn lúc nào cũng có một cái tâm từ bi rộng lượng bác ái bao la bao dung đến tất cả muôn loài không chỉ là ma quỷ mà đối với tất cả chúc sanh dạng vật kể cả cái cây cỏ mà sư không dám làm tổn thương lên nó sư lựa những cái bãi trống để sư ngồi thì mình mới thấy được đó chính là hình ảnh của đức phật khi xưa là như vậy đó chứ không phải là chỉ học kinh điển rồi đó thì lúc nào muốn thực hành thì thực hành lúc nào áp dụng thì áp dụng đó mà chỉ còn là cái mà đang phải nói trong sư là truy hành hợp nhất để hoàn thành được cái chí nguyện của mình rồi nữa một câu nói mà làm cho tôi đó là cười mà tôi thấy rằng mắt tôi ốm lệ luôn quý vị Sư đi rồi đó thì đông quá đó Rồi lại cái nghĩa trang mà sư đang dùng bữa Cái có anh em nó tụ hợp lại đông quá đó mà sư không thể dùng bữa được Rồi anh em ta thấy mất trật tự như vậy đó Người ta nói thôi bây giờ sư đi chỗ khác chứ chỗ này làm như vậy đó Thì tụi tôi giữ không được trật tự nữa Cho nên sư phải đành là 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 lấy ba thức ăn mà đang ăn gian dở đó phải để vô cà ôm của mình rồi đó phải là dời chân đi nơi khác rồi có người thì người ta nói như vậy đó là trong cái hạnh đầu đà khi mà mình đang ăn như vậy mà mình đứng lên rồi ngồi xuống nữa thì không bao giờ mình ăn được. Không bao giờ cho có thể là tiếp tục ăn nữa mà phải đành lỡ bữa. Đó thì cái đó là sư thiệt thòi. Một khi con người mà đi cái tuyến đường dài một ngày mà đi mấy chục cây số rồi bây giờ đó ngồi lại có những cái phút giây mà yên nghỉ rồi phải là ăn một chút thực vật để 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 dưỡng cái sức của mình ngày mai phải đi tiếp. Thì thì sư lại nói một điều như thế này nè, sư nói là tôi bây giờ không có còn tiền bạc gì nữa hết, đó. à tôi chỉ còn có cái mạng này thôi, đó mà thực hiện trên cái bước đường mình đi tu tập như vậy, à, mà nếu có ai thương đó thì cho đi tiếp, còn không thương đó thì có bắt có nhốt gì đó thì tự ý thôi, đó cho nên tài sản tiền bạc tôi không còn, đó mà tôi chỉ có một cái là à, nếu mà có bắt có giam hay hoặc là sau này đó tôi có bị à, à, cái quả gì xe đụng xe tông tôi á thì chết á thì chôn còn không á thì làm bả cho cá anh hồi ơi tôi nghe rồi tôi nói thiệt tôi, tôi, muốn khóc luôn quý vị thì thấy những cái người mà có cái tâm đại hùng đại lực mà nó vô ngã dị tha như vậy thì mình thấy rằng ở trong thế gian này khó lắm quý vị khó kiếm con người có cái đức độ hy sinh trí nguyện kiên cường như vậy lắm thưa quý đồng nào chính vì những cái chỗ đó đó mà tạo nên một cái hiệu ứng trong phật giáo mà Ngài đang là một cái biểu tượng một con người chân chính đang thực hành cái đạo giác ngộ của Đức Phật đang thực hành cái giáo pháp vô vi chân truyền mà các sư á, những cái người mà người ta tu á mà chưa đạt như sư đó thì hãy coi lại mình phải cố gắng nỗ lực hạnh của một cái người mà xuất gia rồi đó là luôn lúc nào chúng ta cũng phải cầu tiến học tập rất là nhiều trong cái hạnh khiêm hạ À, cho nên qua đó thì nó có những cái điều mà bây giờ đó người ta gửi văn bản rằng người ta không nhận công nhận sư là một cái vị sư mà xuất gia nó một cái chùa nào yeah. hay hoặc là mang một cái danh pháp danh là sư để được đào tạo trong cái ngôi chùa. mà gần đây con nghe rất là thích chân quang kêu uh, sư minh tại là bằng thằng ba chợ đó chú hai. Thế yeah, chú Hai phật thế nào chú hai? Dạ. Yeah. cho nên á, thì để chú hai nói rồi con mới thấy được từ từ nha. thì mình mới thấy được á nếu mà sư á mà không có cái trí tuệ sâu sắc để sư biết được những cái việc làm của sư nó sẽ ảnh hưởng trong công chúng như thế nào thì sư không bao giờ mà nói trước hết. Mấy đệ còn nhớ không? Ai hỏi tới sư thì sư nói là con không phải là một vị sư thầy nào hết á mà con cũng không phải là ở một cái nơi chùa nào đó mà con là một công dân của đất nước Việt Nam. Con đang thực hiện học tập theo cái hạnh của Đức Phật. Đó, để tu làm sao cho có đức hạnh rồi đó còn báo hiếu cho cha mẹ đó rồi đền ơn cho tất cả mọi người đó thì cái hạnh lành đó sư đã trả lời một câu hỏi rất là khẳng khái cho nên qua đây thì mình thấy hình tượng của 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 ngày Minh Tuệ thì cũng giống như sư cho nên có những cái mà mình phải mình phải cung kính mình gọi bằng sư tức là một cái người mà đã có cái hạnh mà cao hơn là cái người thường đó rồi qua đó thì sư lại phải chịu nhiều cái làn sóng ở bên ngoài tác động vào sư Nào là sư là cái người làm như vậy để câu view, câu like đó để 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 đưa cái hình ảnh mình lên trên mạng truyền thông cho mọi người biết vậy đó về hạnh đầu đà thì cái này cũng tội nghiệp cho sư Bởi một con người mà hành vô ngã dị tha Không phải mà sư đi lần này để được tất cả mọi người Mà lại yêu mến sư Rồi phải truyền tải cái thông tin Truyền tải đến cho chúng sanh cái thông điệp yêu thương Qua hình ảnh của con người Phật giáo như vậy Mà sư đã đi ba lần rồi Lần trước thì sư đã đi thầm lặng Giữa biết bao nhiêu bận rộn của đời thường Nhưng mà cái tâm niệm của sư rất là Nhân ái Nhẹ nhàng Giữ gìn chánh niệm Trong từng bước chân của mình trong cái phương pháp tu học của mình thì qua điều đó là mình thấy rằng người ta thương mến sư cũng giống như mình thương mến ngài vậy đó cho nên mình mới tỏ ra cái lời cung kính và mình nói lên được tất cả cái niềm thương của mình gửi đến 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 sư như là một cái lời tri ân mà người ta đã đại diện cho Phật giáo để có những cái pháp môn nó đã quá là chân thật trong cái đời thường này. Đó. Rồi bây giờ đó là sư lại bị người ta chê người ta chê trách À, có người thì có một cái gì mà cư sĩ đó giống như huệ hỏi thì chút xíu chú hai nói mà phải nói luôn cái cô này nè thì cô mới là một cái cư sĩ thôi mà mình thấy cổ thì mặc đồ cũng rất là bình thường à, trong cái hạnh cư sĩ tại gia cổ trách thầy minh niệm đi vậy là sai rồi à, minh tuệ à, Ngài minh tuệ nói ngày tu vậy là sai rồi Ngài đi như vậy đó tôi hỏi ngày vậy chứ Ngài đi đi tới chừng nào ngài nghỉ thì ngài nói chưa biết là tôi đi chừng nào mà tới chết thôi đó như vậy thì cô nói là tôi hồi đó tôi cũng đi như vậy đó mà tôi thấy phát hiện ra là mình đi sai rồi cho nên bây giờ đó là tìm Phật ở đâu quý vị tìm Phật ở nơi tâm nhưng mà thật ra đó cái cô đó mà mình cũng không có phải là đáng trách cô đâu Mà chỉ có nhắn gửi thông qua cái hình ảnh này đến với cô á Một con người mà khi mà hiểu đúng Phật Pháp rồi Đi đến cái lý vô ngã dị tha hay hoặc là tu tập mà hòa đến bản thể của của đạo rồi đó Tâm Thì hình như là cô chưa có bước tới một cái ngưỡng cửa đó Tại vì sao? Tại vì khi mà người ta tu tập đó Mà lấy trí tuệ làm sự nghiệp để đạt đến cái chỗ mà Hòa vào bát nhã đó Để thấy rằng đó Cái không gian thanh tịnh này Cái bầu chư không thế giới này nè Hư không thế giới này Nó vốn đồng với lại bản thể của tánh không Dạng vật đó Cho nên nó mới có câu là Maha bát nhã ba la mật đa tâm kinh mà nếu cô này mà có thuộc cái bài bát nhã tâm kinh đó, Thì chắc có lẽ là cô không có nói những cái lời đó Mà cô thấy rằng những cái bước chân mà không tìm cầu Về mục đích hướng tìm đó, Thì đó chính là con đường mà Phật đã đi Cho nên đi đến vô ngã rồi Thì có cái chỗ nào làm mục đích Có chỗ nào là nơi đến đâu Để tâm nói cho anh nghe coi Bởi vì Niết Bàn tịch tịnh là đường vô sanh Cảnh Niết Bàn là nơi cứu cánh Về chúng đi xa lánh hồng trần Đó ha cho nên qua đó đó mình mới thấy được thì trong bát nhã tâm kinh có dạy như thế này xá lợi tử sắc bắt dĩ không không bắt dĩ sắc sắc tức thị không không tức thị sắc thọ tưởng hành thức diệt phục như thị xá lợi tử thị chư pháp không tướng bất sanh bất diệt bất cấu bất tịnh bất tăng bất giảm à, thị cố không trung vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý vô sắc thinh hương vị xuất pháp đó, vô nhãn giới nải trí vô ý thức giới vô vô minh diệt vô vô minh tận vô lão tử diệt vô lão tử tận vô khổ tập diệt đạo vô trí diệt vô đắc thì hỏi vậy chứ điểm nào là điểm đến của cô đâu rồi cô nói bây giờ cô tu đúng nhưng mà cô ngồi đây tại sao cô lại không được mọi người người ta thương mến như là sư minh tuệ vậy yeah. Mà sao Sư Minh Tuệ lại đi chật pháp Mà bao nhiêu người nói người ta phải lại xá là ngài Kính ngài mà những vị sư trụ trì Một khi mà bước đến mà gặp rồi đó Thì vẫn phải thủ lễ một cách rất là trân trọng Sư Minh Tuệ cũng giống như là bây giờ Một cái hòn ngọc mà người ta đang phải Đang phải là tìm cái cách để tiếp cận Để được nâng niu cái giá trị nhân dân Giá trị đạo đức và Cái giá trị của một con người tu chân chính giống như là một hậu viên ngọc quý vậy đó mới đẹp yeah. cho nên qua đây đó thì mình thấy ảnh hưởng trong cái công chúng mà nhiều người người ta dạy thì bên kẻ thương cũng có những cái người mà người ta bất đồng thì những người bất đồng đó họ lại miệt thị là tại sao mà sư còn có cái sức khỏe như vậy mà sư không ở nhà như sống như bao nhiêu người khác ăn nên làm ra mà sư lại phải sống vất vả rài đây mai đó sư có ảnh hưởng về thần kinh không sư có bị thất tình không sư có thể bị thất bại gì trong đường đời hay không thì sư lại trả lời một cách rất là khẳng khái tôi rất là tỉnh táo và minh mẫn vô cùng khi được đọc qua chân lý của đức phật nào là tứ thánh đế nào là 37 phẩm trợ đạo nào là thập nhị nhân duyên nào là tứ vô lượng tâm của đức phật đó cho nên qua đó đó quý vị thấy rằng đối với một người mà lãng trí rồi thì làm sao có thể là nghiên cứu kinh điển mà đến những cái pháp môn căn bản mà đức phật đã truyền thừa từ cái quả vị tu đà hàm tu đà hoàng cho đến a la hàm và chứng a la hán nếu cái người nào mà thực hiện được bắt chánh đạo và tu thập nhị nhân duyên thì cái người đó đã giàu và quả vị nhị nhị thừa bồ tát gọi là duyên giác rồi cho nên qua đó đó thì mình mới thấy được những cái người mà người ta chê ngài là là ba trợn rồi đó thì mình mới thấy cái đó thì nói chung ra đó là nó có những cái mà mình cần phải 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 năng động trí tuệ để mình xem ra được thế nào là đúng sai phải trái đó thì mình mới thấy những cái người mà dội vàng kết luận như vậy đó thì hãy chậm lại một chút vì trong cái uh, chánh ngữ của nhà Phật đó, mấy con còn nhớ đức thầy dạy không câu chánh ngữ lòng son ghi tạc tuyến lựng bàn ngay ngắn tỏ tường nói những điều đức hạnh hiền lương chớ thêm bớt mà mang tội lỗi Việc tráo trác ấy là nguồn cội lời xảo ngôn do đó mà ra, kinh nghiệm rồi ta mới diễn ra. Câu chánh nghiệp thiết tha nhiều nỗi. Thì Đức thầy luận về cái ỷ ngôn đó cho mình thấy một trong bốn cái hiện trạng của của khẩu nghiệp, đó là lưỡng thiệt ỷ ngôn ác khẩu giọng ngữ. Thì bây giờ mình mới lấy thước đo thánh giáo lượng đó ra để mình coi con người ta nói vậy đúng hay sai. Có xứng đáng là một cái người mà nhận xét qua những cái con người đang thi hành Phật pháp ứng dụng vào đời một cách rất là chân thật không? ỷ ngôn nói đến tội này là những vụ chủ ỷ quyền nhiết xài tôi tớ quan ỷ thế mắng chửi dân ngu kẻ giàu có thường ý tiền bạc xài xỉ người nghèo kẻ xảo nguyệt ỷ sự không lanh nói điều thất thiệt kẻ học thức ỷ sự không ngoan nói những điều hại nhục người dốt nát hãy tránh những người những chuyện hiếp người như thế ấy vì những kẻ dưới tay mình cũng có đầu óc cũng biết nghĩ suy nhưng tại họ bạc phước vô phần nên phải chịu lụy mình vậy. Nếu họ có lỗi đầm hãy dùng cam ngôn mỹ từ những lời trang nghiêm im dịu chỉ bảo không khá bao biếm mà mang điều tội lỗi. Đó là lời Đức Thầy dạy để mình thấy được cái hành trạng của khẩu nghiệp và cái phương pháp diệt trừ được cái khẩu nghiệp mà ba nghiệp mình thanh tịnh rồi mới xứng đáng là một con người Phật nhi chân chính. Đó, Đức Thầy dạy trong 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 cái tôn chỉ hành đạo Đối với chúng ta là cư sĩ tại gia Chúng ta còn không dám nói những điều đó thì đối với những người mà họ đã nương về trí tuệ của Đức Phật Hay hoặc là họ đã nương vào cửa Phật mà học giáo lý của Đức Phật Mà có những cái lời nhận xét như vậy thì Quynh cho là hơi dội dàng Và trong đó nó đã có thấy được những cái hiệu ứng của sự tư thù Của sự lợi kỷ Để thấy rằng mình làm không được như nhà sư đó Mà trong khi mình bao nhiêu cái sự nghiệp mình đang làm đây Mà không được cái mọi người thương mến người ta tôn trọng mình Qua những cái truyền thông đó để đăng tải hình ảnh mình lên được cho cái gương tốt đẹp đối với mọi người, lại thấy một cái người mà rất là cù lần ôm cái cái nồi cơm bận cái bộ đồ rách đó mà sống rất là bình thường giản dị mà lại có mọi người người ta đến thương mến và truyền thông lại đưa lên nhiều. Chú nghĩ rằng đó người ta nghĩ nó là đối với lại những cái nhà mà YouTuber đó thì mong muốn được câu view câu like rồi thấy nhà sư này có những cái hạnh độc cư lạ lạ. Cho nên đưa lên vậy đó là để chi để mọi người giàu nhiều thì người ta sẽ được hưởng cái lợi nhiều. Nhưng mà tại sao các nhà sư kia lại là giảng rất là giỏi? Thầy Minh Niệm hay hoặc là một vị sư khác đó như là sư Giác Khang hay là ông Thích Trí Quảng đó hay là thầy Thích Chân Tính đó. Những người đó người ta giảng những cái bài trạch pháp rất là hay. Tại sao lại là không được anh em youtuber họ lan truyền, à, lan tỏa những cái bài pháp đó vào trong cái cuộc sống đời thường của tất cả những con người đang hướng về chân lý. Tại sao nó không được như vậy mà tại sư này đó lại không nói một cái bài pháp nào mà nó lại là có bố cục, à, nó từ trước tới sau logic rồi nó lại có những cái à, à, qua mỹ trong cái lời nói của mình, nó những cam ngôn mỹ từ mà nhiều như các sư kia nhưng mà chỉ có một cái là những cái bước độc hành của sư rất là nhẹ nhàng trên cái con đường nhiều sỏi sành như vậy đó rồi lại có những cái đức độ mà phải có những cái lời nói rất là êm dịu đối với tất cả mọi người khuyên rằng ăn chay làm lành niệm phật và tại sao nó lại ảnh hưởng được như vậy thì mình mới biết rằng đối với cái người mà người ta tu thật tâm á để thì đức thầy nói tu thật tâm thì được thảnh thơi nhưng mà tu giả dối thì sao thì lao thì lý thì bây giờ nó hễ mà ai mà tu không đúng rồi đó thì sẽ bị gì? dư luận công chúng người ta có cái nhận định và bây giờ sư minh tuệ mà nếu mà tu sai đó thì anh nghĩ rằng dư luận công chúng không có để yên cho sư đâu ha cái hình ảnh của sư đó những cái lòng thương mến từ những cái con người nơi quê hương xứ sở mà sư đã được sinh ra cho đến bây giờ đó thì không chỉ là ở đất nước Việt Nam mình mà tất cả mọi người trên thế giới đều hướng tới sư với một niềm thương rất là tôn kính đó thì mình mới thấy anh nghĩ chắc có một cái điều gì đó nó ly kỳ lắm tâm à, ly kỳ lắm mà anh nhớ tới câu giảng của đức thầy từ hồi tối tới giờ đó anh suy nghĩ anh mới thấy thầy mình cũng là là một vị ân sư mà một vị hoạt phật mà đã nói lên được những cái chuyện nó sẽ sắp xảy ra sư à, tâm với huệ với các con còn nhớ cái câu mà trời đà sắp diệt ly kỳ đến ngày trả quả mà âm ì biết bao bây giờ tự nhiên rồi đó thì trong đất nước mình mình nói qua thời sự một chút xíu giữa cái đất nước mình đang sống như vậy đó thì bao nhiêu người dân đó họ cũng sống trong cái độc lập tự do rồi ăn nên làm ra phải không? Yeah. về kinh tế á, thì làm dù có mất mùa đi người dân cũng phải khó ngàn lần thì dân liệu cũng xong phải không? nhưng mà tự nhiên cái nó rò rỉ ra những cái chuyện mà nào là tham nhũng cái bắt trọng hay tổ bắt trọng lại có một cái, cái 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 đề án là phải chống tham nhũng thì tự nhiên cái lại xuất phát từ An Giang mình khi mà ông Đinh Văn Nơi ông phát hiện ra à có những cái vụ án rất là đặc biệt ở ờ, những cái tai buông mà nó đã từ hồi trước tới giờ nó núp bóng ở dưới những cái cây cổ thụ cao to thì ông đã phá những cái vụ án đó sau đó thì ông đinh nhân nơi ông lại là trở ra quảng ninh rồi ông phá những cái vụ án khác rồi đó thì mọi người đều biết đến à thì ra trong cái hệ thống đất nước mình có những cái người mà ngoài là thanh liêm chính trực đó thì cũng có những cái người mà lợi dụng lòng dân đó lợi, lợi dụng mưu cầu để phải lâm vào trong cái tội tham nhũng đó. mà bây giờ mình thấy trên báo chí trên đài đó thì thôi hết chỗ này tới chỗ kia hết chỗ kia tới chỗ nọ toàn là những cái người mà họ bị khi mà khởi tố rồi đó mới, mới thấy rằng cái tội trạng của họ quá là rõ ràng đó đều do cái lòng tham của con người mà tạo nên thì song song bên cái việc đời như vậy đó Thì mấy cháu thấy không Lại bên Phật giáo Hồi đó giờ mình cũng thấy là Đang có một cái nếp sống tu tập Rất là yên ổn Đối với người cư sĩ tại gia Đối với bao nhiêu Phật tử Thì tự nhiên lại nổi lên Có những cái vị sư mà Lại có cái hạnh mà mình Mình nói cái hạnh đó thì không đúng Mà nói đến cái chỗ là Những cái mà Quý sư mà lên cái diễn đàn Là cái nơi trang nghiêm thanh tịnh Để truyền thừa Phật Pháp đó Thì có những cái sự giỡn cợt Du hí nó làm mất đi cái hình ảnh của một vị vị đại đức hết lên đó rồi là hoàn toàn nói cái chuyện đời cái chuyện vui gì đâu đâu đó mà còn niệm mà niệm mà danh hiệu của Phật hay niệm danh hiệu của Bồ Tát đó thì lại niệm một cách rất là 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 thô lỗ nó không có mang cái gì là cái tính thiện lành trang nghiêm yên tĩnh hết đó thì mình thấy đó tự nhiên cái có xuất hiện những cái 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 cái, cái việc nhỏ đó quay ngang cái bắt đầu là nãy sinh ra nào là phải hiến kế à, lên Zalo lên Viber rồi phải là thu hút tiền của đồng đạo thế này thế nọ Phật tử phải gửi về sinh nhật về 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 dây thì bây giờ lại chỉ có một cái câu nói của một nhà sư đơn giản thôi thì người ta lại phân phui cái chuyện ra thì bây giờ đó tiền tài của nhà sư mà không trong khi nói nhà, sư, nói ngài Minh Tuệ mà mà ba trận đó thì cái 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 số mà tài sản của ông lên ba trăm mấy chục tỷ rồi. Ớn ừ. rồi. Còn cái tài khoản đó là thể chính cái tài khoản rồi Đó mình mới thấy à thì ra tại sao lại như vậy Thì bắt đầu đó anh nghĩ đây là một cái hiện tượng rất là là ly kỳ Thì nhà sư Minh Tuệ là nói lên lại điều gì Biểu dương được cái tinh thần Phật giáo là một cái người tu chân chính theo giáo lý nhà Phật Mà hãy ai mà tu mà còn phải tham đắm theo tiền tài vật chất lợi danh tình ái Thì những cái nhà sư này nên sửa lại đó, mà đức thầy nói nếu xuất gia thì phải hy sinh cả vật chất tinh thần lo đạo chớ giả dối mà mang sắc áo mượn bồ đề chuỗi hột lèn người làm cho dân khinh dễ nhạo cười tội lỗi ấy luật nào dung thứ tu mà ham chai to đám bự đặng thế gian dân cúng bạc tiền dối rằng lo tu bổ chùa chiền mà làm của xài riêng cho thỏa bảo làm sao dân không xa ngã lo lời rù tông nọ phái kia à, nghe lời rù tông nọ phái kia À, rồi từ đây trong nước chia lìa riêng pháp bảo riêng chùa riêng phật thì thì bây giờ hết cái chỗ này đạo tràng chỗ này đạo tràng chỗ kia rồi sư chỗ này sư chỗ nọ thì làm cho dân bây giờ đó cũng giống như là cái sự quan mang đến cực độ gì đó nó làm cho cái hình ảnh của những cái người mà mà đại diện cho Đức Phật để lên rồi truyền thừa cái cội nguồn hạnh phúc đến chắc cả cho mọi người trong cái hạnh lành nghiêm trang, đó, trong cái từ hòa đối đãi lẫn nhau, trong cái tình anh em bạn bè phải giữ cái niềm nhân ái thân thương quý như vậy. À, cho em hỏi là bây giờ sư lên tới cái chỗ cái hà tĩnh của sư đó, mà không phải là một hai ngàn người mà có mười ngàn người, bây giờ cũng có nhiều người là bên sư nữa nói là yêu cầu là tất cả các đại chúng phải nên đứng hai bên chỉ là xá sư thôi mình thấy dạ. cái, cái đó là những cái gì nhờ cái gì mà sư cái công hạnh gì đó mà sư quá đặc biệt cái nghĩa đó thì huynh mới nói rằng những cái người mà bây giờ đó là đang tu sai với chánh pháp đó thì họ phải chịu cái hệ lụy còn bây giờ đó sư minh tại thì mình thấy rất là đơn giản luôn dạ. rất là đơn giản đó rất là giản dị rất là bình thường nhưng mà tại sao lại sư cũng có được những cái niềm cảm kính đối như đại tâm mà vừa hỏi vậy đó mình thấy bà con ở quê hương đó mà đón sư minh Tệ về mà lòng vui mà nó rơi nước mắt mà từ nãy giờ huynh nghẹn ngào mà huynh nói muốn không được khi xem qua những cái clip đó đó cho nên mình mới thấy đó là những cái mà bây giờ đó thì mình mới thấy được đúng như lời đức thầy đã dạy vậy đó từ đây sẽ có du thần xét soi tức là chỉnh e gia giác thánh thần chép biên hễ ai mà tu hành chân chánh rồi đó thì giống như lời của ông sư giải nói niệm phật có bốn thần linh thường thường ủng hộ bên mình mộ khang đó sự thần linh mà che chở cho ngài luôn được bình an đó luôn được vững mạnh luôn được mạnh khỏe trên cái con đường mà sư đang hành đạo đó rồi cái sức lan tỏa đó giữa cái hạnh lành của sư đó nó truyền tới cho người ta những cái thông điệp từ bi hỷ xã đó nội mà sư trả lời rằng sư không có giờ làm dẫm trên cỏ đó để tổn hại đến cái mạng sống của cây cỏ thì mình biết được cái lòng từ bi của sư như thế nào. Cái tế hạnh của sư mà khi mà 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 đi trong cái chân không á, đi trên trên những cái hòn sỏi nó để đâm cho cái chân của của sư có cái cảm giác đau đó để để làm gì là sư không có suy nghĩ về cái chuyện tiền, tiền tài, danh lợi địa vị thế gian mà phải giữ gìn được cái chánh niệm theo từng cái bước chân. Rồi sư không niệm chú đại bi để làm gì? Sợ rằng nơi đó đó Giữa cái thế giới bao la này cái chiến tranh rồi cái nghiệp cảm của con người đó mỗi năm nó chết bao nhiêu là 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 cái người mà đã theo cái nghiệp. Rồi bây giờ chỗ nào thì cũng có ma quỷ mà mình đến đó rồi mình niệm chú đại bi để đuổi người ta đi vậy thì mình có đại bi không? Chỉ có một cái lời nói đơn sơ đó mà nó thấu lý đạt tình vô cùng khi thể hiện được một vị Phật. Một vị Phật mà đã hết lòng từ bi là thương hết tất cả mọi loài mà thầy nói dù tiên phàm ma quỷ súc sanh cứ nhất tâm tín nguyện phụng hành được cứu cánh về nơi an dưỡng không phân biệt kẻ thâm người thù không phân biệt ai là kẻ thương người ghét mấy đệ còn nhớ không người ta đánh sư thì sao sư gồng mình sư nói con gồng mình con chịu nhưng mà con cũng cầu phúc cho những người ấy chàng ở cái câu nói của sư làm làm chú hai phải phải rơi nước mắt hoài ha tại vì sao cái từ trường bi mẫn của ngài nó quá lớn đi không đúng như mình đó mà ai mà đánh mình rồi cái là tôi có làm gì tội không mà ông đánh tôi ở ừ, mình cũng phải có những cái phản ứng rất là đặc biệt đó là với người đó mình phải minh quang cho mình nhưng mà sư chấp nhận đệ tâm thì mình mới thấy là trong 10 điều tâm niệm của đức phật dạy đó sư đã thể hiện ở một chỗ quan ức không cần biện bạch vì biện bạch tới thì quán đối kéo dài mà sao còn trả thù thì nghiệp mang nó theo theo hoài luôn nó cho nên nó nghĩ đến thân thể thì đừng cầu không bệnh tật mà mà nếu mà thân thể không bệnh tật thì tham dục dễ sanh hay tham dục dễ sanh thì theo thối chí bỏ đạo cho nên ngài đi đến cái chỗ là vô ngã như vậy đó ngài không có nghĩ tới thân mạng mình là như thế nào mà chỉ phải làm sao là hoàn thành được cái chí nguyện của mình đó ngộ được bát nhã Hòa trong cái bát nhã này để đủ đầy để cứ đức độ mà kết nối cái thiện duyên đối với tất cả ba tánh dạng dân cũng giống như là đức phật vậy. Cho nên khi mà về tới quê hương rồi đó để thì chính cái mà sư hôm nay đó thể hiện một con người bình dị trong cái đức độ tài sản sư không màng tình thương cha mẹ đành gác lại để làm cái bổn phận đối với lại chúng sanh dạng loại đó rồi bao nhiêu cái sư mà phải là để cho mình được vinh danh trong thiên hạ sung sướng trong cái cuộc đời phú hữu tứ hải thì sư đình từ chối mà những cái từ chối đó là những cái hạnh phúc của đời thường mà bao nhiêu người mơ ước nhưng mà sư phải đành gác lại thì như vậy đối với cái người mà tu chân chính đó gạt ngang những cái chuyện mưu sử ở thế gian để giữ gìn được cái chánh niệm mà hoàn mãn được cái đức độ từ bi của mình mà tại không cảm hóa được lòng trời lòng phật sao được để Yeah, cho nghĩ à, em... nên do đó đó mà mới được mọi người ta thương đúng mến mà. như vậy đó. dạ yeah, nghĩa cho em hỏi là như cái câu mà đức thầy đúng như câu đức thầy nói là cư trần bất nhiễm là người thánh lẳng tục đừng mới chứng bậc hiền à, có phải là sư minh nghĩa mà mà sư minh tuệ này có là chứng được cái bậc hiền không vậy ông nghĩa à, trong những cái clip vừa rồi mà có trả lời cho mọi người cũng giống như là mình tâm tình bên kinh của tướng dưỡng nhịp cầu nhân ái rồi đó yeah. thì huynh hai có nói lên hạnh đầu đà của đức phật và đọc lại cái bài thi văn luận việc tu hành của đức thầy trong đó có hai câu mà mà để tâm vừa hỏi yeah. muốn đặng thành thần với thánh tiên kỹ xem cõi thế thấy kia liền cư trần bất nhiễm là người thánh lẫn tục đừng mê chứng bực hiền phú quý tạo đời thêm mà sát tham danh phế đạo chí đâu yên sao bằng cửa phật vui thanh tịnh lánh cõi trần mê giải nghiệp duyên mới đại thấy không đặc biệt là đức thầy dạy câu đó rồi mình mới thấy thiệt ra là sư minh tuệ là người đang phải là tìm con đường giải thoát cho mình bằng cách lạc đạo an bằng xã thân tu tỉnh Hồi tối này Quynh coi lại cái clip của anh Nhân gà YouTube mà đã trong đêm hôm tâm tối để lên núi nhạn trên à, Nha Trang mà tìm sư trong một cái hang đá mà sư đang tỉnh tọa mà cây y phấn tảo đang phải quấn sư một cách rất là kín đáo để chống chọi lại với cái cơn lạnh ở bên ngoài. Ừ. Sư sống trong một cái sự mà không người thân bên cạnh. Đó, rồi không có điều kiện phương tiện vật chất thoải mái chỉ có một cái bình bát mà sống với cái 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 tình thương của nhà nhà chỉ có một cái thân mà đi chơi muôn dặm xa chỉ có một đôi mắt để nhìn xem thế sự nào là đúng nào là sai chỉ có được nương mây trắng mà tiếp tục đi đến cái phương trời mà vô tận định để hòa vào trong cái bản thể này chứng ngộ được bát nhã để hoàn thành cái chí nguyện của mình nói theo trí thích ca ngày trước như vậy thì tâm thấy rằng như vậy đó mà không có được cái sự cảm hóa của Phật trời thần thì, thần tiên thì làm sao được cho nên á những cái con người mà tu mà có được cái, cái 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 trải nghiệm tốt như vậy thì cái đức độ của nó đã thành tựu mà đâu phải sư mới tu đây đâu vậy đâu phải sư mới tu đây đâu trọng sư đã tu đã là 6 năm mà nghe kể lại đó là từ khi mà sư còn làm việc á, mẹ sư kể lại đó là sư đã đi chùa với bà và từ đó là có cái chí nguyện là xin bà đó sau này con sẽ được xuất gia yeah. rồi còn làm địa chính đó thì sư đã tập ăn một bữa và tối về sư đã tập ngủ ngồi trong thiền định rồi. Yeah. rồi cái quá trình tu tập của sư đã dày dặn rồi mới để à dạ yeah, nhân viên của ngài rất là sâu mà huynh cứ nghĩ đây là một cái hiện thân à một hiện thân vào đời để tiêu biểu cho tinh thần của phật giáo một con người mà tu hành đúng theo chánh pháp của nhà phật đó để rồi đây là cái chuẩn mực nè đấy đây là cái chuẩn mực nè rồi mới nhắc nhở nhắc nhở các cái vị mà đang theo dõi cái con đường tu học theo cái hạnh của như lai đó hãy dòm đến sư minh tệ là một người mà sống rất là bình thường giản dị nhưng mà ở nơi đó cái tình thương trải rộng ở nơi đó biết bao nhiêu là tấm lòng đang hướng đến sư hết mực đó thì chính đó là sứ giả của như lai không nói mà truyền đến cho người ta những cái thông điệp yêu thương những cái thông điệp từ bi chí thiện để rồi mọi người chỉ cần phản tỉnh đến mình sư như vậy niềm hạnh phúc như vậy tại sao mình không tu giống như sư để được mọi người mà người ta lại cung kính như vậy cho nên nhìn với đức phật tin tưởng vào phật để để mình rèn luyện gì rèn luyện cái chánh tính của mình không phải là theo cái tà tính không phải là có sự mong cầu cầu đảo đến đó lại sư để rồi sư ban bố cái phước lành không phải vậy mà kính sư là để học theo cái hạnh của sư đang thực nghiệm cái giáo pháp của đức Phật vào đời. Có người ta đem lại những cuốn sách mà in vào trong đó là tên của Minh Tuệ nhưng mà nói lên được điều gì? 13 điều mà sư Minh Tuệ đã nói cho mọi người biết à, về cái hạnh tu sư phải thực hiện những cái pháp đó vào trong đời. Người ta quá cung kính sư cho nên người ta in những cái lời nói đó thành cái tập sách rồi để cái tên là Minh Tuệ nhưng mà cuối cùng đó thì ngài nói sao? Ngài nói con đang học theo cái hạnh của đức phật những lời dạy của đức phật con chỉ là một cái người công dân nó đang đang thể hiện những cái lời dạy đó đó để hoàn thành được cái chí nguyện của mình và hai nữa đó thì người ta hỏi ngài chứ ngài đang tu cái pháp môn gì thì ngài nói là con sẽ giữ giới luật của đức phật đức phật dạy là phải giữ giới luật đó thì mới để thấy giới luật vẫn là thầy của 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 tất cả mọi người khi mà nương về cái cửa cửa Phật. Cho nên á, hãy còn giới lực là còn Phật. Câu nói này khi A Nan hỏi Đức Phật chứ sau khi ngài tịch diệt con lấy ai làm thầy thì Đức Phật nói rằng sau khi ta tịch diệt các ngươi hãy lấy giới luật làm thầy một thầy tu chân chính phải biết trọng giới luật như trọng phật